khởi động ngày mới cùng 5 phút crypto, video cập nhật nhanh tin tức thị trường tiền điện tử, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút mỗi sáng trên kênh YouTube của CryptoClickVN. Và sau đây, xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Cộng đồng crypto đang hướng mắt về hội nghị Jackson Hole. Thị trường tiền điện tử vào thứ ba đã chứng kiến sự lạc quan trở lại trước cuộc họp quan trọng hàng năm của các ngân hàng trung ương toàn cầu, được gọi là hội nghị chuyên đề Jackson Hole, dự kiến sẽ diễn ra vào thứ năm tuần này, với chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell sẽ có một bài phát biểu về triển vọng kinh tế. Người ta cho rằng Powell sẽ sử dụng bài phát biểu của mình để hướng dẫn thêm kỳ vọng vào chính sách lãi suất của Fed, với một số dự đoán rằng Powell sẽ một lần nữa có lập trường gay gắt hơn về chính sách tiền tệ. David Dương, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thể chế tại Coinbase, người đã viết trong một bài bình luận thị trường gần đây rằng chủ tịch Fed có khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất ở Mỹ. Dương nói thêm rằng Bitcoin có thể gặp khó khăn trong ngắn hạn với bức tranh phân tích kỹ thuật hiện tại, làm tăng thêm xu hướng giảm giá đối với tiền điện tử lớn nhất. Những người tham gia thị trường khác, chẳng hạn như người sáng lập Mott Capital, Matt Gaiman, Michael Kramer cũng cho rằng Powell có khả năng báo hiệu việc tăng lãi suất sẽ tiếp tục, mặc dù với tốc độ chậm hơn. Ethereum đang đứng trước nguy cơ chia rẽ sau sự vụ của Tornado Cash. Cộng đồng Ethereum hiện đang bất đồng trong việc tìm kiếm phương pháp đối phó tốt nhất với mối đe dọa kiểm duyệt giao dịch ở cấp độ giao thức sau các lệnh trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ đối với các địa chỉ liên kết với Tornado Cash. Trong tuần trước, các thành viên cộng đồng Ethereum đã đề xuất social slashing hoặc thậm chí là soft fork do người dùng kích hoạt UASF để đối phó với kiểm duyệt cấp độ giao thức trên Ethereum. Một số người gọi đó là một cái bẫy, gây hại nhiều hơn lợi. Một số khác thì xem đây là liệu pháp cần thiết để cung cấp tính trung lập đáng tin cậy và các thuộc tính kháng kiểm duyệt trên Ethereum. Cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra sau khi công cụ khai thác Ethereum, Ethermine, quyết định ngừng xử lý các giao dịch từ Tornado Cash. Điều này đã khiến các thành viên của cộng đồng Ethereum lo lắng về điều sẽ xảy ra khi các trình xác thực tập trung khác cũng làm như vậy. CryptoClickVN xin trân trọng thông báo, để tri ân sự ủng hộ của quý khán thính giả trong thời gian vừa qua và để kỷ niệm channel đạt mốc 10.000 subscribers đầu tháng 9 năm 2022, chúng tôi khởi động tính năng Watch and Earn, mang đến trải nghiệm mới vô cùng thú vị. Một trải nghiệm có thể giúp các bạn gia tăng thu nhập từ việc xem video trên website của CryptoClickVN. Mọi thông tin về sự kiện sẽ được cập nhật chi tiết hơn trong các bản tin tiếp theo và trên các phương tiện truyền thông của chúng tôi. Mong quý khán thính giả đón theo dõi. Chân thành cảm ơn. Malaysia đưa Huobi vào danh sách đen. Ủy ban chứng khoán SC của Malaysia đã đưa ra một tuyên bố vào thứ hai liên quan đến hoạt động của Huobi tại nước này. Theo tuyên bố, sàn giao dịch tiền điện tử hiện nằm trong danh sách cảnh báo nhà đầu tư của ủy ban. Các nhà quản lý tài chính Malaysia cho biết Huobi đã vận hành một sàn giao dịch tài chính kỹ thuật số tại quốc gia này mà không có đăng ký chính thức với SC. Trong một tweet tiếp theo, SC nói rằng bất kỳ hoạt động nào thực hiện hoặc cung cấp các hoạt động thị trường vốn trong nước đều cần phải có sự chấp thuận của cơ quan này. Ngoài ra, ủy ban nhấn mạnh rằng bất cứ ai sử dụng dịch vụ như vậy đều gặp rủi ro và trong trường hợp tổn thất tiền tệ, họ không thể được giải quyết về mặt pháp lý. Ngoài Malaysia, Huobi cũng gặp một số rắc rối pháp lý tại Thái Lan và New Zealand. Trong đó, chi nhánh của Huobi tại Thái Lan đã phải đóng cửa vì không thể khắc phục các vấn đề hệ thống lớn. Tại New Zealand, Huobi đã thông báo vào ngày 16 tháng 8 rằng họ sẽ kết thúc giao dịch phát sinh do tuân thủ các quy định của địa phương. Hy hữu, hacker thâm tiền trước sự cao tay của CEO Aurora Lab. Các cầu nối xuyên chuỗi ngày càng trở thành các mục tiêu của những kẻ tấn công. Tuy nhiên, không phải tin tặc nào cũng có thể qua mắt chủ dự án và người dùng. Trong một chủ đề trên Twitter, Alex Shevchenko, giám đốc điều hành của Aurora Labs, đã kể câu chuyện về một hacker đã cố gắng khai thác Rainbow Bridge, nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết khá đắng khi chẳng gom về đồng nào mà còn để mất thêm 5 Ether. Theo Shevchenko, tin tặc đã gửi một khối NEAR giả mạo cho hợp đồng Rainbow Bridge và gửi thêm 5 ETH theo yêu cầu, nghĩ rằng đội sẽ phản ứng chậm trong cuối tuần. Kẻ tấn công đã hẹn giờ thực hiện cuộc tấn công vào thứ Bảy. Nhưng không, CEO của dự án đã đi trước một bước khi yêu cầu các cơ quan giám sát tự động tại chỗ để chống lại giao dịch độc hại. Trong vòng 31 giây, nỗ lực đã bị dập tắt, dẫn đến việc hacker này không những ra về tay trắng mà còn mất tiền gửi an toàn. Fan Token tăng bật trước thềm World Cup. Vốn hóa thị trường Fan Token đã tăng gần như 100% so với tháng trước khi lĩnh vực này đang thu hút được sự chú ý lớn từ người dùng. Mảng Fan Token đã tăng trưởng rất mạnh mẽ trong tuần qua, đặc biệt là khi sự kiện thể thao thu hút lượng người xem đông đảo nhất trên toàn thế giới, World Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Qatar. Bên cạnh đó, việc nền tảng phát hành Fan Token hàng đầu hiện nay, Socios.com, vừa nhận được sự chấp thuận hoạt động tại Ý cũng là một trong những động lực
giúp tài sản tiền điện tử này đi lên trong bối cảnh toàn bộ thị trường đang biến động. Sau đây, mời các bạn cùng điểm qua những sự kiện tài chính nổi bật trên toàn thế giới sắp diễn ra. Ngày 24 tháng 8 sẽ diễn ra đấu giá trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Hoa Kỳ và đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức. Ngày 25 tháng 8, Hàn Quốc sẽ công bố quyết định lãi suất tháng 8 và ngày này tại Hoa Kỳ sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng là cuộc họp Jackson Hole, nơi Chủ tịch Fed phát biểu và đưa ra những dự phóng về kinh tế Mỹ. Vào ngày 26 tháng 8, cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 của Hoa Kỳ sẽ được công bố.